Ừ. Mới đi đường vòng. Mình đã biết đi đường vòng. Mấy thằng giao thông nó ăn nó ỉa dưới kia nó không lên đây được. Lên lên được. Đây là vải Thanh Hà. Bao tiền cân anh? Đây là vải Thanh Hà đúng không? Đúng rồi, anh Phấn. Quay thứ kia.